quý vị đang đến với phần cuối cùng bản tin 24 trên 7 trên kênh truyền hình fbnc. thưa quý vị tuần qua thì bà Janet Yellen chủ tịch cục dự trữ liên bang mỹ fed cho biết với những số liệu kinh tế khả quan hiện tại thì fed có thể sẽ nâng lãi suất vào tháng 12. Hiện tại tôi thấy kinh tế Mỹ đang cải thiện tốt, tiêu dùng trong nước đang tăng trưởng vững chắc, tình hình xuất khẩu dù vẫn còn chưa mạnh nhưng ủy ban cũng đánh giá trong tháng 10 qua những dấu hiệu tiêu cực của sự phát triển kinh tế và tài chính thế giới đã nhạt dần. Ngoài ra, trong buổi phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ, bà Gia Linh cũng nhận định thị trường lao động đã bắt đầu cải thiện từ đầu năm, mặc dù số lượng việc làm mới còn tăng chậm. Tính đến tháng 9, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đang ở mức 5,1%, cao hơn một chút so với mức 4,9% mà Fed đề ra. Vào ngày 6 tháng 11, Bộ Lao động Mỹ sẽ ra báo cáo việc làm tháng 10. Đây sẽ là chỉ số quan trọng ảnh hưởng đến quyết định lớn của Fed. Ủy ban cũng kỳ vọng kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng vững vàng để cải thiện thị trường lao động và giúp đưa mức lạm phát quay trở lại mục tiêu 2%. Và nếu các dữ liệu sắp công bố được như kỳ vọng thì khả năng nâng lãi suất như chúng tôi đã phát biểu là hoàn toàn có thể xảy ra. Bà Dây Linh cũng cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tình hình tăng trưởng kinh tế từ bây giờ cho đến cuộc họp vào tháng 12. Hiện tại, Fed vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về vấn đề lãi suất. Giám đốc hãng xếp hạng tín nhiệm Standard Poor's vừa cho biết có thể hạ xếp hạng của Vương quốc Anh xuống một bậc nếu cử tri nước này bỏ phiếu rời EU, và thậm chí có thể hạ hai bậc nếu quan hệ giữa Anh và EU xấu đi. Trước khi đưa ra cảnh báo hạ xếp hạng tín nhiệm, S&P cũng đã hạ mức đánh giá về triển vọng xếp hạng tín nhiệm đối với Anh trong tương lai từ ổn định xuống tiêu cực. Tuy nhiên, theo đánh giá của Michael Bell, chuyên gia chiến lược toàn cầu tại JP Morgan, mối đe dọa lớn hơn đối với tình hình đầu tư tại Vương quốc Anh là kết quả bầu cử rời khỏi EU của các cử tri vẫn chưa được xác định. Tôi thấy mối đe dọa đối với nước Anh chính là việc kết quả bỏ phiếu rút khỏi EU vẫn chưa được xác định đã làm trì hoãn nhiều khoản đầu tư vào đây. Tôi nghĩ việc hạ tín nhiệm cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn, tuy nhiên việc này cũng sẽ làm tăng chi phí cho vay. Số người ủng hộ Anh ở lại khu vực EU đã giảm sau khi dòng người di cư tràn vào EU ngày một tăng. Cuộc trưng cầu ý dân về việc đi hay ở lại EU của nước Anh sẽ kết thúc vào cuối năm 2017. Nhiều chuyên gia vẫn tin rằng Anh sẽ không rời khỏi EU. Kể từ năm 1978, S&P vẫn giữ mức xếp hạng tín nhiệm của Anh là 3A, cũng là mức cao nhất. Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch gia tăng quyền lực của hoạt động tình báo chính phủ, trong đó bao gồm quyền dò xét thông tin truy cập của các trang web. Nhiều ý kiến cho rằng hoạt động này đe dọa bảo mật thông tin Internet. Việc cựu tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ thông tin về hoạt động tình báo của Mỹ và Anh vào năm 2013 đã làm dấy lên tranh luận làm thế nào để vừa đảm bảo hoạt động của các cơ quan chính phủ này và vừa đảm bảo dân quyền. Kế hoạch tình báo mới của chính phủ Anh một lần nữa nhắc đến chuyện này. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh bà Theresa May nói rằng, đây là kế hoạch đầu tiên nói rõ các tình báo có thể làm gì và họ sẽ được giám sát như thế nào. Kế hoạch sẽ cung cấp thông tin về quyền hạn của hoạt động tình báo một cách cởi mở và minh bạch. Nó đồng thời là một biện pháp bảo vệ tiên phong trên thế giới và cho phép cơ quan tình báo và các cơ quan thực thi pháp luật Anh được hoạt động mạnh mẽ hơn để bảo vệ đất nước chúng ta một trong những điều khoản đáng chú ý của kế hoạch là buộc các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phải cung cấp thông tin truy cập của khách hàng trong vòng một năm cơ quan tình báo cũng có quyền đọc email và theo dõi các cuộc hội thoại của người dùng tuy nhiên nhiều ý kiến băn khoăn liệu công chúng có chấp nhận những biện pháp này hay không người dân có nhiều bí mật mà họ không muốn nói cho ai biết trên máy tính và các thiết bị khác của họ họ quan tâm đến quyền bảo mật thông tin và rõ ràng họ có quyền đó Kế hoạch này được coi là biện pháp tăng cường chống khủng bố của Anh. Hồi tháng 4 năm ngoái, Tòa án Công lý châu Âu đã không thể yêu cầu các hãng viễn thông cung cấp dữ liệu vì vi phạm quyền bảo mật. Hỏi cứu trợ thứ ba dành cho Hy Lạp có thể sẽ bị thu hẹp lại sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đánh giá các ngân hàng của Hy Lạp cần khoản tái cấp vốn ít hơn ước tính. Công tác đánh giá các ngân hàng Hy Lạp của ECB vừa mới có kết quả vào chủ nhật vừa qua. Theo đó, ECB kết luận các ngân hàng của Hy Lạp chỉ cần khoảng 14 tỷ euro để tái cơ cấu vốn để bù đắp lại những khoản nợ xấu. Đại diện của Ủy cứu trợ cho ESM cho biết, số lượng vốn thiếu hụt tại các ngân hàng Hy Lạp thấp hơn nhiều so với số tiền 25 tỷ euro mà ESM dự định chi cho Athens. Vì vậy, gói cứu trợ tối đa dành cho Hy Lạp sẽ thấp hơn mức dự tính ban đầu là 86 tỷ euro. Ngoài ra, ESM cũng cho biết thêm, hiện tại 10 tỷ euro đã được chuyển vào một tài khoản riêng do chính ESM quản lý và sẽ nhanh chóng được chuyển sang cho Hy Lạp. Trước tình hình các khu vực tư nhân tham gia nhiều hơn vào công tác tái cấp vốn cho các ngân hàng tại quốc gia này, thì theo ISM, Athens cũng không cần đến số tiền 15 tỷ euro còn lại. Thưa quý vị, các doanh nghiệp EU đã làm thành điểm nhấn trong hội trợ quốc tế Havana vừa diễn ra tại Cuba. Với sự tham gia của các nước Đức, Pháp, Bỉ, Anh, hội trợ nhằm thúc đẩy môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư nước ngoài. Đại sứ EU tại Cuba, ông Herman Pontocarrero cho biết, nhiều nước châu Âu đã có mối quan hệ lâu đời với Cuba, đồng thời nhấn mạnh đây là dịp để tăng cường và đa dạng hóa trao đổi thương mại. Các nước EU có mối quan hệ từ lâu đời với Cuba và chúng ta hoàn toàn có thể làm cho quan hệ này tốt đẹp hơn nữa bằng cách đa dạng hóa trao đổi thương mại. Chúng tôi cần tìm những sản phẩm có giá trị cao hơn, thị trường châu Âu hoàn toàn không dễ chinh phục. Một đại diện của một công ty Đức chuyên về bán buôn các thiết bị vận tải cho biết lần đầu tiên tham gia vào hội chợ và mong muốn tìm kiếm thị trường tại Cuba chúng tôi thấy rất nhiều sản phẩm vào cuba thông qua các nhà cung cấp của chúng tôi tại canada panama và ý do đó chúng tôi quyết định trực tiếp đến đây để tìm thị trường hiện nay thị trường cuba đã cởi mở rất nhiều các công ty mỹ cũng không bỏ lỡ cơ hội khi nhân dịp này tiếp cận thị trường cuba một quan chức bộ an ninh nội địa mỹ cho biết tổng thống obama sẽ tiếp tục nới lỏng cấm vận hơn nữa đối với cuba tuy nhiên phía cuba vẫn khó tiếp cận các doanh nghiệp mỹ do việc sử dụng đồng đô la và tính dụng mỹ vẫn chưa được nới lỏng theo như nội dung cấm vận Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết trong tháng 10, tổng số người nhập cư và người tị nạn vượt biên vào các nước châu Âu bằng cả năm 2014 cộng lại. Nếu như trong tháng 9, người tị nạn vào châu Âu là gần 173.000 người, thì chỉ sau một tháng, con số này đã tăng vọt lên hơn 218.000 người. Trước khi đó, tổng số người tị nạn đến châu Âu vào năm 2014 cũng sắp xỉ ở mức 219.000 người. Số liệu này đặt ra áp lực lớn cho các nước châu Âu nhằm tìm ra nơi trú ẩn an toàn cho hàng trăm ngàn người. Theo ghi nhận, đến thời điểm này đã có khoảng 3.500 người chết trên đường vượt biển vào châu Âu. Việc sắp xếp nơi ở an toàn cho người tị nạn vẫn là vấn đề nan giải của chính phủ các nước hiện nay. Rất nhiều người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn đã có kế hoạch sắp xếp nơi ở cho 700.000 người trong năm nay. Tuy nhiên, thực tế thì số người nhập cư đã vượt xa mức này đến hơn 40.000 người. Các chuyên gia hy vọng từ đây đến cuối năm, số người vượt biển vào châu Âu sẽ suy giảm do mùa đông đang đến gần, nhưng tình hình vẫn không khả quan. Tính đến hiện tại, Syria và Afghanistan là hai quốc gia có số người tị nạn vào châu Âu nhiều nhất. Thưa quý vị, trong phần trao đổi với chuyên gia chứng khoán ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Lê Vũ Kim Tinh là giám đốc chi nhánh Tân Bình Công ty chứng khoán Phú Hưng. Thưa anh là trong những cái tuần trước thì VN-Index đã duy trì ở cái mức 600 điểm. Tuy nhiên trong cái tuần vừa qua thì đã đạt được cái mức 610 điểm và cái việc mà vượt được cái ngưỡng điểm này đã thu hút không ít cái dòng tiền. Tuy nhiên là chúng ta vẫn chưa thấy được cái sự đột biến trên thị trường và thì nhận định về một cái tuần giao dịch vừa qua của anh như thế nào ạ? À, chúng ta phải nhìn nhận lại đây thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi phải nói là hơn 2 phần 3 chặng đường của năm 2015 thì trong thời gian từ đầu năm cho đến nay thì chúng ta cũng thấy được là thị trường đã xác à, xác nhận được là ba đáy và hai đỉnh à, cái những cái lần đó thì chúng ta thấy cái đáy là khoảng từng nằm từ 500 đâu đấy là 515 đến 520. Và đỉnh xác lầm hai lần đỉnh là khoảng tầm 635 cho tới 640. À thì lần trước đây á lúc mà khoảng từ à, đầu tháng 8 á thì chúng ta thấy được là à, cái đỉnh xác nhập 635 40 á thì nhờ những dòng cổ phiếu của ngân hàng tài chính như là chứng khoán hay là ngân hàng hay là bảo hiểm đồng thời có sự lan tỏa ra những cái dòng cổ phiếu như là những cái dòng penny hoặc là những cái dòng đầu cơ à, và những cái dòng này nó cũng tạo được cái hiệu ứng tạo cho thanh khoản khá tốt tầm đâu đấy là khoảng trên 3 ngàn tỷ cho hai sàn tuy thì lần này thì chúng ta thấy được là à, nó không có cái sự lan tỏa mạnh như như những lần trước đây mà nó chỉ dùng khoảng 1 2 3 cổ phiếu gì đó của vốn hóa lớn như Vinamilk hoặc là Bảo Việt nó đẩy chỉ số lên rất nhanh và chúng ta thấy nó sự tích lũy trong vòng khoảng tầm 2 tháng. Và sau khi có những cái thông tin tốt về những cái dòng cổ phiếu này và hai cổ phiếu này không thôi đã đẩy chỉ số vượt 600 điểm. Nhưng mà à... theo anh thì là cái việc mà vai trò của các cái cổ phiếu một vốn hóa lớn như Vinamilk hay là Bảo Việt đã tác động đến cái việc mà đẩy cái chỉ số 610 như thế thì nếu như tiếp tục chỉ có những cái cổ phiếu vốn hóa lớn như thế có đủ để mà tác động đến thị trường tiếp theo hay không ạ? À, thì tôi đang phân tích dần, nếu như mà mình lấy so sánh từ cái điểm uh, trước đây và cái điểm hiện tại uh, thì cái tạo ra cái tính thanh khoản á, uh, nó chưa được cao, uh, nó chưa được cao và tính tại thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng thấy được cái sự thống kê rằng là À, hiện nay cái dư nợ margin của các công ty chứng khoán khá cao cao có thể là cao nhất từ, từ 2 năm đến nay khoảng tương đương là à, tầm đâu 16 ngàn tỷ à, chứng tỏ như nhưng mà thanh khoản ở trên sàn nó vẫn thấp chủ yếu là nhờ những cái một vài cổ phiếu trên khoảng tầm đâu đấy là trên 800 cổ phiếu thì chúng ta thấy được một vài cổ phiếu thì nó trên 800 900 cổ phiếu ở trên sàn thì nó là không bao nhiêu cả mà nó đã đẩy chỉ số uh, vượt mức 600 và uh, những cái cái cổ phiếu này nó đã tạo được cái dòng tiền nhất định Tuy nhiên thì tôi cho rằng là trong cái thời gian vừa rồi á, một số nhà đầu tư rất ít để có lời từ những cái dòng cổ phiếu này còn tất cả các nhà đầu tư khác thì sao người ta đang ôm những cái cổ phiếu nhỏ vừa và những dòng cổ phiếu khác như vậy cái biên độ lợi nhuận của những dòng cổ phiếu này những cổ phiếu khác đó đấy thì nó tầm đâu đấy là uh, 5 đến Tôi nghĩ là 5 đến 8%. Tuy nhiên những cái dòng cổ phiếu lớn này trong cái thời gian vừa rồi, nhất là tuần vừa qua, nó đã tạo được cái biên độ lợi nhuận là tầm đâu 15 đến 20 trên 20%. Như vậy thì đặt câu hỏi đặt ra khi thị trường nó tiến về khoảng tầm cái đỉnh cũ liệu nó có cái sự hưng phấn của những dòng cổ phiếu đó hay không? Hoặc là cổ phiếu này những cái dòng cổ phiếu này có đẩy lên và đẩy lên khi mà chỉ số đến đó thì giá cổ phiếu những cái dòng cổ phiếu này đi, đi đến đâu? À, thì chúng ta cũng phải thấy rằng là khi một dòng cổ phiếu nó đã tăng quá mạnh thì chắc chắn rằng nó sẽ có cái sự điều chỉnh nhất định và hào hoặc là đi ngang. Thông thường tôi thấy những cái dòng cổ phiếu blue chip hoặc là những vốn hóa lớn như thế này à, khi mà tăng thì nó có cái sự đi ngang chứ nó chưa có sự điều chỉnh sâu như những cái cổ phiếu đầu cơ khác thì nó cũng đi ngang hoặc là nó dù nó đỡ những cái dòng cổ phiếu khác. Bởi vậy cái câu hỏi đặt ra thì cái dòng tiền nó sẽ thu hút như thế nào đối với dòng cổ phiếu mà chưa tăng tại thời điểm hiện tại thì cái kỳ vọng của chúng tôi cho rằng là sắp tới đây khi những dòng cổ phiếu này là lên một mức giá ổn định và chỉ số nó giữ lại một mức ổn định thì những dòng cổ phiếu này sẽ thu hút dòng tiền nhưng nó cũng không, không ảnh hưởng đến gì chỉ số như như vậy thì cái mốc 600 điểm tạm thời trong tháng 11 này vẫn có thể là uh, được nắm giữ là một cái mốc vẫn an toàn trong cái tháng 11 đúng và trong cái tuần vừa qua thì chúng ta đã rất là là nghe nhiều cái thông tin đa chiều về cái việc mà đối tác mua cổ phần thoái vốn của SCIC tại Vinamilk. Và cái việc này thì nó tác động rất là lớn đến tâm lý nhà đầu tư trong tuần vừa qua và theo anh thì cái câu chuyện này nó cho những cái nhà đầu tư một cái bài học gì về cái việc mà tiếp nhận thông tin? À, chúng ta thấy được cái sự thoái vốn của tập đoàn nhà nước đã có những cái lộ trình nhất định từ những cái công ty chưa lên sàn à, thì chúng ta có IPO hay là vân vân rất là nhiều trong thời gian vừa vừa qua à, kế đến thì tôi nghĩ là những cái dòng cổ phiếu trên sàn thì những cái cổ phiếu dùng thực sự ra à, trên sàn thì cũng có một số cổ phiếu lớn thôi à, tuy nhiên đặc biệt là cái, chúng ta chú trọng đến cổ phiếu Vinamilk và FPT thông thường người ta hay nói là hai cổ phiếu này là cái con gà đại trứng cho ACC uh, uh, thì thực tế là nó mang lại một cái lợi nhuận hoặc là đem lại cái cổ tức cho ACC rất là nhiều, rất là lớn. Uh, bởi vậy khi mà có cái sự thoái vốn như thế này thì nó sẽ thu hút rất là nhiều uh, nhà đầu tư tổ chức hoặc là các cái tổ chức nước ngoài uh, vì thực sự ra là uh, nó là tốt. Um, tuy nhiên uh, cái chuyện mà có chuyện mà mua hay là ai mua? hay là lịch trình mua như thế nào, giá như thế nào, thì chúng ta cũng là chỉ là nghe thông tin và các là thông tin đều gọi là trên dự, dự đoán mà thôi. À, chứ thực tế ra thì chúng ta chưa có cái sự thông báo chính thức từ SEC. À, thị trường là như vậy đó. khi có những cái thông tin nhất định thì lập tức những cái dòng cổ phiếu này nó sẽ có cái sự biến không phải những cái cổ phiếu này đâu mà tất cả những cổ phiếu khác khi có thông tin tích cực nó nó là chạy đầu tiên, tất nhiên cái giá trị của nó là chạy đầu tiên, à, nó chạy rất là nhanh, à, vì đó là cái quy luật của thị trường chứng khoán. Nhưng mà ví dụ như chúng ta để xác định một lần nữa giá trị đến đâu, ai mua và mua với mức giá nào thì nó phải còn thời gian. Như vậy, à, tôi nghĩ rằng là cái yếu tố mà khi có tích tính tích cực mà dòng tiền đổ vào đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên thì khi nó có với, như hồi nãy tôi đã nói, nó tới một mức nhất định thì nhà đầu tư cũng phải cần dài dần tuy nhiên những cái dòng cổ phiếu này tôi cho rằng là nó tốt và mang tính ổn định chứ không phải là những cổ phiếu đầu cơ à, tuy có rủi ro nhưng mà tôi nghĩ rủi ro nó vẫn à, thấp tuy nhiên thì để mà đạt được cái lợi nhuận như cái mong đợi của nhà đầu tư được hay không thì tùy xem xem cái cổ phiếu này nó đi về đâu và nhà đầu tư có thể là chịu đựng nó là đến mức bao nhiêu tôi nghĩ rằng những dòng cổ phiếu này khi những cái nhà đầu tư trước đó đã giữ nắm giữ thì bây giờ người ta họ có thể là rất là an tâm trong vấn đề có thể là mình chốt lại lợi nhuận vào thời điểm nào và người ta họ cũng hoàn toàn thoải mái để có thể là mua bán cái dòng cổ phiếu này còn đối với những nhà đầu tư mới hoặc là những đầu tư có thể là nhanh thì nên cần cân nhắc một chút xíu khi thị trường các cái cái giá của cổ phiếu nó đến ở cái thời điểm hiện tại và hiện giờ thì chúng ta đang chứng kiến một cái mùa báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp quý 3 dường như có vẻ trầm lắng quan điểm của anh như thế nào à, chúng ta thấy thấy à, thông thường á tôi cho đánh giá rằng là các cái báo cáo của các doanh nghiệp thường nó có cái là à, giữa năm và cuối năm là hai cái báo cáo tôi cho rằng là khó quan trọng và các cái quý còn, còn lại thì chẳng là nó bổ sung thêm cái tính tích cực của một cái cái cái, cái công ty nào đó mà nó đang tốt đẹp. thì trong quý 3 vừa rồi thì chúng ta cũng thấy đúng là nó khá trầm lặng do những cái dòng cổ phiếu mà được SSC thoái vốn như là vốn hóa lớn nó đã đẩy cho chỉ số cũng như là tạo cái hôm hướng của thị trường làm khuất lấp luôn những cái mà báo cáo thì hầu như tôi thấy là khi mà có những thông tin đó thì cái thông tin báo cáo quý ba nó hầu như không nghe nữa. Tuy trước đó thì chúng ta cũng thấy được là một số dòng cổ phiếu một cổ một số cổ phiếu cũng có cái những báo cáo tích cực về quý ba và cũng đã đạt được cái hoàn thành quý ba thôi đã hoàn thành kế hoạch của cả năm thì những, lập tức những dòng cổ phiếu này cũng có sự tăng nhất định. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy chưa chưa thực sự là khởi sắc nhờ những cái báo cáo này mà chủ yếu là sao? là nhờ dựa vào những cái thông tin vĩ mô hoặc là thông tin tích cực khác của những dòng cổ phiếu lớn khác. Và nhìn về một cái tháng trước mắt thì anh có một cái niềm tin về cái sự tích cực của thị trường hay không? Thực sự ra khi mà uh, chúng ta cũng thấy được là như hồi nãy tôi cũng có nhắc là trong năm vừa qua thì cũng trồi lên trục xuống, chung với khoảng mà trục xuống thì rất là nhanh tôi đâu đấy là trong khoảng một tháng thôi là từ đỉnh lập đáy và nó tích lũy là trong hai tháng có thể là tích lũy từ đáy lên đỉnh như vậy thì chúng ta thấy được là hiện nay không phải là năm nay mà kể cả năm trước nữa thì chúng ta là cái tâm lý nhà đầu tư hiện nay là, uh, rất, là rất là rất là rất là nhạy, nhạy bén tất nhiên là dòng tiền vào ra rất là nhanh à, thế thì uh, tôi cho rằng thì hiện tại thì tâm lý nhà đầu tư vẫn như vậy. Vì tại sao chúng ta không thấy được là tại sao thị trường đi lên, thanh khoản vẫn thấp hơn cái đợt trước. Tuy nhiên thì nhạt vì tại sao nhà đầu tư vẫn đang không biết là chỉ có một hai ba cổ phiếu thôi mà đã đẩy chỉ số lên như vậy thì bây giờ chúng ta có nên đầu tư không? Trong lúc những mình ôm những cổ phiếu khác thì nó vẫn chưa có một cái dấu hiệu nào mà mang tính lợi nhuận cả. À, um, Tuy vậy thì tôi nghĩ là với cái tâm lý như vậy, với cái tâm lý nhà đầu tư như vậy Kể cả hiện nay thì chúng ta thấy nhà đầu tư nước ngoài cũng thường xuyên lướt sóng nữa Như vậy thì tôi nghĩ rằng là từ đây đến uh, trong tháng 11 này thì chỉ số nó vẫn giữ, tôi nghĩ là nó vẫn giữ ở mức 600 trở đi. trong là cái mức hỗ, hỗ trợ cực khá mạnh. Uh, và khi đó thì tôi nghĩ là nó sẽ tạo thanh khoản và nó tạo những cái boom trap hoặc là tạo những cái biến những số tăng giảm liên tục trên sàn để cho có thể là những cái nhà đầu tư này họ có thể mua bán liên tục. Vâng, xin cảm ơn anh và hy vọng rằng là với những cái thông tin mà anh vừa chia sẻ thì các nhà đầu tư có thể tham khảo để tính toán đầu tư thành công trên thị trường. Và đến đây thì thời lượng của bản tin FBNC 24 7 cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị có thể xem trực tuyến cũng như theo dõi lại các chương trình đã phát sóng trên kênh FBNC tại địa chỉ youtube.com suyệt Việt Nam. xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại